Bao nhiêu tiền một chai? 多少钱一瓶? 多少钱一瓶? Cà phê Việt Nam bao nhiêu tiền? 越南咖啡多少钱? 越南咖啡多少钱? Từ điển Hán ngữ bao nhiêu tiền? 汉语词典多少钱? 汉语词典多少钱? Di động của bạn bao nhiêu tiền? 你的手机多少钱? 你的手机多少钱? Bạn có tiền không? 你有钱吗? 你有钱吗? Không có. 没有. 没有. Tôi không có tiền. 我没有钱. 我没有钱. Tiền gì? 什么钱? 什么钱? Bia gì? 什么啤酒? 什么啤酒? Xe gì? 什么车? 什么车? Tiền bia, nguyên văn là bia tiền. 啤酒钱, 啤酒钱. Hay nói, bạn bán hàng, bia bao nhiêu tiền một chai? 售货员, 啤酒多少钱一瓶? 售货员, 啤酒多少钱一瓶? Hãy nghe 3 tệ rưỡi. San khoai ủ. Trước tiên là từ tệ. Khoai. Khoai. Hay nói tệ. Khoai. Khoai. 3 tệ. San khoai. San khoai. Trong tiếng Trung người ta còn cho từ tiền vào cuối. Ba tệ. San khoai. San khoai chén. San khoai chén. Hay nghe ba tệ rưỡi. San khoai ủ. San khoai ủ. Ba tệ hai. San khoai ơ. San khoai ơ. Ba tệ bảy. San khoai chi. San khoai chi. Mười tệ. Shi khoai. Shi khoai. Mười lăm tệ. 15块, 15块钱. Cà phê Việt Nam 15 tệ. 越南咖啡 15块钱. 越南咖啡 15块钱. Cà phê Trung Quốc 17 tệ. 中国咖啡 17块钱. 中国咖啡 17块钱. Hay nói, bia 3 tệ rưỡi. 啤酒 3块5. 啤酒 3块5.